Sau đây chúng tôi cũng có một cái tổng hợp nhanh của phóng viên Lê Tuyển thường trú Đài truyền Việt Nam tại Mỹ về câu chuyện là khả năng cuộc họp của Fed sẽ diễn ra với những kịch bản như nào về việc tăng lãi suất. Xin chào quý vị, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã bước vào ngày họp đầu tiên trong cuộc họp được coi là quan trọng nhất trong năm của họ. Và trước bàn của họ bây giờ là lạm phát cao và lạm phát cao. Theo CNBC thì thị trường tới lúc này dự đoán Fed sẽ phải tăng lãi suất mức cao hơn và các quan chức của Fed cũng đang tính tới khả năng này. 0,75 điểm phần trăm là ý tưởng mà các nhà hoạch định của Ngân hàng Trung ương này đang xem xét. Công ty theo dõi các bước đi của Fed CME vốn trước kia nghiêng mạnh về khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm. Giờ thì các chỉ báo của họ cũng cho thấy có tới 96% khả năng Fed tăng 0,75 điểm phần trăm. Trang MarketWatch bình 0,75 điểm phần trăm sẽ là mức cao nhất trong gần 30 năm qua. Nhưng Fed đang chịu áp lực phải đưa các mức lãi suất chủ chốt về khoảng 2,5% từ giờ cho tới cuối năm. Đặc biệt khi lạm phát trong tháng 5 vẫn tăng cao tới mức 8,6%. Và khi lạm phát vẫn ở mức cao, ông Powell và các đồng nghiệp buộc phải mạnh tay hơn để chứng minh cho công chúng và thị trường thấy rằng họ vẫn đang rất nghiêm túc trong việc kiềm chế lạm phát. Thế nhưng Fed tăng lãi suất mạnh tay hơn lại tạo ra một tâm lý khác đối với thị trường. Đó là lo ngại nền kinh tế không những không hạ cánh mềm mà còn có nguy cơ rơi vào suy thoái. Các nhà đầu tư đã bán ra cổ phiếu khiến cho các chỉ số chính rơi vào thị trường gấu. Ví dụ như chỉ số S&P 500 đã rơi vào thị trường gấu lần thứ hai kể từ khi có dịch. Thị trường gấu là khi chỉ số để mất 20% giá trị từ mức đỉnh hiện tại. Đây là điều hiếm khi xảy ra và thường bị coi là thềm của suy thoái. Nhưng theo thời báo New York thì chưa chắc đã có suy thoái trong lần này, bởi nhiều lĩnh vực của kinh tế Mỹ đang tăng trưởng tốt hơn so với các thị trường gấu trước kia. Thất nghiệp đang ở mức thấp nhất trong gần 50 năm, 22 triệu việc làm bị mất trong dịch, gần như đang quay trở lại. Chuyên gia tư vấn đầu tư Stephen Ellis của Field Investment thì bình, chúng ta đang ở tâm bão với lạm phát là rủi ro chính, nhưng giờ lại có thêm vấn đề suy thoái và hạ cánh cứng. Vì thế, Fed buộc phải cẩn thận với những yếu tố này. Họ có thể sẽ thắt chặt lãi suất quá mức và sau đó phải nới lỏng. Và theo dự báo của Bloomberg thì Fed có thể bắt đầu nới lỏng lãi suất vào cuối năm 2024 theo mô hình mà các chuyên gia phân tích của Futures First miêu tả là đi lên tức là tăng thì theo thang bộ mà đi xuống, hạ lãi suất thì theo thang máy. Điều đó cũng có nghĩa là việc tăng lãi suất sẽ được tính toán rất kỹ lưỡng và từ từ. Nhưng khi tới một điểm phù hợp thì hạ lãi suất sẽ sớm được cân nhắc để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trở lại. Lê Tuyển, phóng viên truyền hình Việt Nam từ New York. We'll be right back.